Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tham mưu và ngành công tác đảng, công tác chính trị năm 2024. Năm 2023, ngành tham mưu quán triệt triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy người chỉ huy các cấp trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, công tác xây dựng lực lượng, tuyển quân đúng quy định, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu có nền nếp. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được tổ chức triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất trên tất cả các mặt, luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, tạo được sự chuyển biến tích cực đi vào nền nếp, đạt kết quả khá tốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Năm 2024, đơn vị tiếp tục đề xuất tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền địa phương xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tuyển sinh quân sự có nhiều thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội. Tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị thực hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng, đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, các hoạt động Tết quân dân năm 2024.